Ngày 14 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn kéo dài đã khiến một số tuyến đường quốc lộ bị ngập sâu, sạt lở ta luy khiến giao thông chia cắt cục bộ. Trong sáng cùng ngày, một chiếc xe tải khi đi qua khu vực xã Trà Mai, huyện Nam Trà My gặp đường trơn trượt đã mất kiểm soát, lao xuống vực sâu. Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã tiếp cận, hợp sức giải cứu tài xế. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Mai, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày tại khúc cua khu vực Nước Sa, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Thời điểm này, khu vực có mưa lớn và sương mù, mặt đường trơn trượt. Do tầm nhìn bị hạn chế, một chiếc xe tải loại chuyên chở keo đã mất lái, lao xuống vực sâu hơn 5 mét lật nghiêng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đến hiện trường ứng cứu, đưa tài xế thoát khỏi cabin an toàn. Vụ việc khiến tài xế bị chấn thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Chiếc xe tải gặp nạn hư hỏng tại hiện trường, được lực lượng cứu hộ xử lý. Trước đó tại đoạn khe Vinh, xã Tà Hình, huyện Nam Giang, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng cũng bất ngờ lật nghiêng, chắn toàn bộ tuyến quốc lộ 14D, khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ.